Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo nhiều hướng bao gồm Donetsk, Adivka và Kupiansky, đồng thời phá hủy một kho vũ khí của Ukraine chứa các xuồng không người lái do NATO cung cấp. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công các hệ thống tên lửa phòng không, radar giám sát và nhắm mục tiêu, kho đạn dược và các mục tiêu khác của Ukraine. Các hệ thống phòng không của Nga cũng đã chặn nhiều tên lửa do quân đội Ukraine bắn và bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Belgorod và Bryansky. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã tham gia hàng chục cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tiền tuyến và tấn công vào các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không và trạm điều khiển máy bay không người lái của Nga. Giới chức Ukraine đã cáo buộc Nga phóng hơn 20 máy bay không người lái UAV tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực miền đông Gitomir và làm hư hại các cơ sở hậu cần ở miền Nam. Theo hãng tin Reuters, hội đồng thành phố Zviagen ở vùng Gitomir của Ukraine đã kêu gọi người dân ở trong nhà do cuộc không kích của Nga nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng ở địa phương dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho hay lực lượng này đã bắn hạ 17 trên 24 UAV Shahed được Nga sử dụng trong đợt tấn công nhằm vào các vùng Odessa, Mykolaiv, Girovograd, Khmelnytsky và Gitomir. Ngoài ra, Ukraine đã phá hủy một tên lửa Kh-59 của Nga trên khu vực đồi nhép Ông Ole Kipper, thống đốc vùng Odessa cho biết, 4 UAV của Nga đã bị phá hủy ở phía nam Odessa, sau một cơ sở hậu cần và vận tải cùng một trạm xăng đã bị hư hại. Vụ tấn công không gây thương vong về người, phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đã ấn định ngày tấn công vào Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của những người Palestine đi lánh nạn. Tuy nhiên thì ông không tiết lộ thời gian cụ thể. Cộng đồng quốc tế đã phản đối việc Israel tấn công Rafah, cho rằng khoảng 1,4 triệu dân thường ở đó sẽ gặp nguy hiểm. Israel khẳng định họ có kế hoạch bảo vệ dân thường. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, cho rằng việc xâm chiếm Rafa sẽ là một sai lầm và yêu cầu xem xét một kế hoạch đáng tin cậy để bảo vệ dân thường. Một quan chức Israel nói với hãng tin AP rằng Israel đang mua 40.000 lều để chuẩn bị cho việc sơ tán dân. Tuyên bố này được đưa ra khi vòng đàm phán ngừng bắn mới đang diễn ra ở Cairo nhưng chưa có tiến triển nào đạt được. Israel và Hamas đã cử các nhóm đàm phán đến Ai Cập vào Chủ nhật. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đến vào thứ Bảy. Đại sứ Nicaragua Carlos Aguilo Gomez nói trước tòa rằng Đức đã vi phạm công ước ngăn ngừa và trực phạt diệt chủng năm 1948 khi nước này vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel. Israel đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho rằng họ có quyền tự bảo vệ mình. Theo thống kê của Israel, Đức là một trong những đồng minh trung thành nhất của Israel kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Đây cũng là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn sang Israel, đạt giá trị 353,70 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Quân đội Israel đã rút một phần lực lượng của mình khỏi miền nam Gaza, chỉ để lại một lữ đoàn tại đây. Israel đã giảm đáng kể quân số ở Gaza kể từ đầu năm, một phần vì áp lực ngày càng tăng từ Washington về việc cải thiện tình hình nhân đạo, đặc biệt là sau vụ 7 nhân viên cứu hộ thiệt mạng vào tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galang cho biết quân đội Đức này vẫn đang lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự tương lai tại Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không nhượng bộ nếu Hamas không thả con tin, khẳng định Israel sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi Hamas không còn kiểm soát Gaza hoặc đe dọa Israel. Trong buổi lễ chia tay tại sân bay Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris gọi đây là thời khắc lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên Đức triển khai một đơn vị thường trực bên ngoài nước Đức. Năm ngoái, Đức và Litva đã đạt được thỏa thuận tăng cường sự hiện diện quân sự của Đức vào năm 2025, nhưng sau đó thời gian biểu đã thay đổi. Năm 2016, tại hội nghị thượng đỉnh Warsaw, NATO đã thông qua chương trình hiện diện tiền phương nâng cao với mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của các nước Baltic và Ba Lan. Theo đó, bốn tiểu đoàn chiến đấu sẽ đóng quân ở các quốc gia này. Đức là quốc gia lãnh đạo tiểu đoàn đa quốc gia, đóng quân tại Litva kể từ năm 2017 và các quốc gia khác bao gồm Bỉ, Pháp, Hà Lan, Croatia, Cộng hòa Séc đóng góp quân. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8 tháng 4 tuyên bố sự hiện diện của quân đội Đức có thể sẽ làm tình hình ở Litva trở nên căng thẳng hơn. Mexico đã hoàn ngành sự trở lại của nhân viên Đại sứ quán Ecuador hai ngày sau khi cảnh sát đột kích vào Đại sứ quán nước này dẫn đến việc Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tại sân bay chính của thủ đô Mexico... Bộ trưởng Ngoại giao Alicia Bacena đã chỉ trích cuộc đột kích của Ecuador vào Đại sứ quán và ca ngợi các nhân viên ngoại giao đã bảo vệ Đại sứ quán, đồng thời ca ngợi tình đoàn kết mà chính phủ 18 nước Mỹ Latin đã thể hiện với Mexico, bên cạnh 10 quốc gia châu Âu cùng với Mỹ và Canada. Trước đó ngày 5 tháng 4, cảnh sát vũ trang Ecuador đã đột kích vào Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador George Glass trong đêm. Các tổ chức thanh toán lớn tại Trung Quốc được khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm thanh toán di động và phát triển các giải pháp nhân dân tệ kỹ thuật số nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán qua di động của du khách nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ban hành một bộ hướng dẫn đầy đủ về các dịch vụ thanh toán vào tháng trước, cho phép người nước ngoài thanh toán bằng thẻ ngân hàng và thanh toán qua app di động. Hiện nay, hầu hết máy ATM của các ngân hàng lớn tại Trung Quốc đều đã hỗ trợ rút tiền bằng thẻ ngân hàng từ nước ngoài. Hai ứng dụng thanh toán lớn của Trung Quốc là Alipay và WeChat Pay hiện đã cho phép người nước ngoài liên kết thẻ tín dụng quốc tế như Visa và Mastercard nhằm tối ưu hóa cho quy trình thanh toán của du khách. Theo thống kê chính thức, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, hơn 900.000 du khách nội địa đã sử dụng thanh toán di động ở Trung Quốc, hoàn thành hơn 20 triệu giao dịch với số tiền hơn 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 414,6 triệu đô la Mỹ. Sáng kiến có tên Canvas của Abu Dhabi đã cho phép các nghệ sĩ của tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vẽ tranh trên các tòa nhà, địa điểm công cộng, giúp quang cảnh của thành phố trở nên sống động hơn. Dự án do Sở Đô thị và Giao thông Vận tải DMT khởi động trong năm 2024 nhằm mục đích hỗ trợ tài năng địa phương, đồng thời tô điểm cho thành phố bằng những bức tranh tường độc đáo. Các bức tranh tường được vẽ xung quanh các trạm xe buýt khác nhau ở trong thành phố. Các nghệ sĩ đã công hiến hơn 800 giờ làm việc để tạo ra những tác phẩm này. Khi ngày bầu phiếu đầu tiên đang đến gần, nhiều nhà sản xuất hàng may mặc tại Ấn Độ đang tạm thời chuyển đổi các nhà máy sản xuất trang phục truyền thống Sari thành nơi sản xuất cờ và biểu ngữ bầu cử. Ông An Gawan, chủ một nhà máy in cờ cho biết, có tới 40 nhà máy ở Mathura, một thị trấn ở Uttar Pradesh, bang lớn nhất có vai trò chính trị quan trọng tại Ấn Độ. Trong thời gian bầu cử, Afik và hàng trăm đảng phái chính trị và nghìn ứng cử viên thường được dán khắp nơi. Trong các cuộc bầu cử ở Ấn Độ, vật dụng rẻ nhất và tốt được sử dụng cho các chiến dịch tranh cử là cờ và biểu ngữ. Các đảng viên thường sử dụng cờ để quảng bá biểu tượng của họ, treo chúng bên ngoài nhà và biến chúng thành phương tiện cho các chiến dịch tranh cử. Các cuộc bầu cử mang lại sự thúc đẩy cho nền kinh tế khi các chính đảng tăng chi tiêu cho các loại hình hàng hóa và dịch vụ đa dạng. Khi các cuộc bầu cử đến gần, doanh số bán hàng hóa bầu cử sẽ tăng mạnh ở mọi khu vực, nơi cuộc bầu cử sẽ tổ chức theo từng giai đoạn. Theo ông Gunsan Khurana, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương nhân tại chợ Sada Baza ở Delhi, các chính đảng thường chi từ 30 tỷ đến 50 tỷ rupee cho hàng hóa bầu cử, tạo ra tới 10 triệu việc làm. Ông Khurana, người đã kinh doanh trong lĩnh vực này gần 50 năm, cũng cho biết hoạt động kinh doanh đã tăng gần 30% so với cuộc bầu cử gần đây nhất là vào năm 2019 khi đảng Baharatia Janata BJP của Thủ tướng Narendra Modi chi số tiền kỷ lục để duy trì quyền lực. Trong một năm qua, Anna Fernandez Perez đã thực hiện rất nhiều chuyến đi tới các danh lam thắng cảnh của Trung Quốc. Và đến đâu, cô cũng đều ngạc nhiên về cảnh đẹp thiên nhiên ở đó cô ca ngợi nền văn hóa và kỳ quan thiên nhiên ở nơi này đồng thời nhấn mạnh tới những dịch vụ đa dạng của trung quốc vượt quá mong đợi của mình anna chia sẻ cô nhấn mạnh nhất tới các địa danh như trương gia giới ở tỉnh hồ nam và đội quân đất nung một phần quan trọng trong quần thể lăng mộ tần thủy hoàng ở tỉnh thiểm tây phía tây bắc của trung quốc Trung Quốc có một nền văn hóa và ngôn ngữ thú vị đến mức tôi đã cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể. Có lẽ một trong những địa điểm yêu thích của tôi là công viên tự nhiên Trương Gia Giới ở Hồ Nam. Công viên tự nhiên này thật rộng và tuyệt đẹp. Đó cũng là lý do vì sao họ quay bộ phim Avatar tại đây. Tôi nghĩ tôi đã dành 4 ngày ở đó. Cô Anna Fernandez Perez cũng cho biết trong thời gian ở Trung Quốc, cô không chỉ được đến thăm những ngọn núi và dòng sông hùng vĩ, nếm thử những món ăn độc đáo mà còn học hỏi được nhiều kiến thức và có được trải nghiệm tuyệt vời. Mặc dù đã biết đôi điều về Trung Quốc trước khi đến, nhưng với Anna, mọi thứ đều vượt quá mong đợi khi thực sự đặt chân tới đất nước này. Anna chia sẻ, theo một cách nào đó, Trung Quốc sẽ luôn là một phần trong cô. Viện Vận tải Hàng hải Mozambique cho biết đã có ít nhất 94 người thiệt mạng và 26 người mất tích sau khi một chiếc phà bị lật ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này trong số 130 người có mặt trên phà, chỉ có 5 người được cứu sống. Theo giới chức địa phương, chiếc phà gặp nạn được chuyển đổi từ thuyền đánh cá thành phương tiện chở khách, đang trên hành trình đi từ Lunga đến một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Nam Pula thì bị thủy triều đánh lật. Được biết, chiếc phà đã chở quá tải và nó thậm chí còn không được cấp phép để vận chuyển hành khách. Bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được ghép thuận từ lợn biến đổi gen đã hồi phục rất tốt và được xuất viện chỉ 2 tuần sau ca phẫu thuật đột phá ông Richard Lehman, 62 tuổi, đã được cấy ghép thận lợn vào ngày 16 tháng 3 tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Mỹ. Các bác sĩ cho biết quả thận ghép đã có thể sản xuất nước tiểu ngay sau khi ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Đến nay, bộ phận này đã tự hoạt động bình thường. Đây là ca ghép tặng lợn thứ 3 vào người sống sau hai ca ghép tim lợn cho người không thành công. Do đó, các cây ghép thận lợn và kết quả đáng khích lệ này đã đánh dấu sự tiến bộ và triển vọng cây ghép nội tạng từ động vật sang người. Nhà lãnh đạo của đảng Figeo, ông Simon Harris, dự kiến sẽ được Quốc hội Ireland chính thức bầu làm thủ tướng vào hôm nay, ngày 9 tháng 4. Tuy nhiên, khó khăn đang chờ đợi ông Harris ở phía trước khi ông chỉ có chưa đầy một năm để giải quyết mối quan tâm chính của cử tri và xây dựng lại sự ủng hộ cho đảng của mình. Trong bài phát biểu gần đây nhất, ông Harris cam kết sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở bằng việc triển khai kế hoạch xây thêm 250.000 ngôi nhà trong 5 năm, cao hơn nhiều so với mục tiêu của chính phủ là xây dựng trung bình 33.000 ngôi nhà mỗi năm cho đến năm 2030. Bên cạnh vấn đề nhà ở, ông cũng khẳng định sẽ sớm xử lý vấn đề người vô gia cư đạt mức cao kỷ lục với 13.841 người, trong đó có 4.170 trẻ em. Các tuyên bố của ông Harris được đưa ra trong bối cảnh cử tri đang mất niềm tin vào các cam kết của đảng trung hữu Fagil. Cuộc thăm dò mới đây cho thấy, sự ủng hộ của cử tri đối với đảng Figel đã giảm 1% kể từ cuộc khảo sát vào cuối tháng 3 vừa qua và hiện ở mức 21%, thấp hơn gần 15% so với mức cao nhất 4 năm trước. Những ngày qua, nhiều bộ phim mới đã được ra mắt tại Trung Quốc nhân dịp Tết Thanh Minh. Đây cũng là dịp bội thu cho các phòng vé ở Trung Quốc, khi ngày càng nhiều người lựa chọn đến dạp xem phim trong những ngày nghỉ lễ. Số liệu thống kê của nền tảng bán vé Maoyan cho thấy, doanh thu phòng vé tại Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Tết Thanh Minh năm nay đã vượt qua mức 600 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới. Hơn 10 bộ phim đang cạnh tranh cho vị trí hàng đầu tại phòng vé, bao gồm các tựa phim của các nhà sản xuất nổi tiếng. Thiếu niên và chim diệt, một bộ phim hoạt hình giả tưởng của vị đạo diễn bậc thầy của hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé hàng ngày khi thu về 181 triệu nhân dân tệ. Ông Jean-Pascal qua. Chủ tịch tập đoàn Schneider Electric cho biết, Trung Quốc có đóng góp lớn cho lĩnh vực phát triển xanh là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm kinh tế xanh như tấm pin mặt trời, xe điện và pin sạc. Schneider vẫn đang cộng tác với những công ty hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này để cung cấp giải pháp cho khách hàng cũng như hướng tới mục tiêu bền vững của toàn cầu. Với vị trí như vậy, nhưng nền kinh tế số 2 thế giới cũng không thể tránh khỏi những thách thức từ bài toán phát triển xanh về chính mình. Và trong những năm gần đây, Trung Quốc đang vận dụng tích cực mối quan hệ với các tập đoàn lớn trên toàn cầu nhằm thúc đẩy mục tiêu bền vững. Sản xuất thép là một ngành nền tảng với kinh tế Trung Quốc, nhưng cũng là một ngành phát thải carbon hàng đầu. Chúng tôi đang làm việc với các khách hàng nhằm nghiên cứu và phát triển những giải pháp giảm phát thải, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, giống như tại những nước khác mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Một trong những hướng đi được quan tâm đó là sử dụng các công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo AI để giảm phát thải. Số hóa dựa vào AI là một phương thức hiệu quả để hướng tới cắt giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải carbon. Sử dụng các hệ thống tích hợp AI, chúng ta có thể giảm tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà từ 10 đến 30% và trong các ngành công nghiệp khoảng 20% chỉ diễn ra trong hai ngày nhưng diễn đàn phát triển Trung Quốc đã quy tụ nhiều CEO của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới thuộc nhiều lĩnh vực như Apple, Bosch hay Mercedes. Đây không chỉ là nơi các doanh nghiệp thúc đẩy kế hoạch đầu tư và còn đem lại nhiều thông tin hữu ích về chính sách và sáng kiến thúc đẩy phát triển trong nền kinh tế của quốc gia tỷ dân. Bản tin thời sự 9 giờ của Đài Hà Nội đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.